Chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mod thêm sóng và wifi. Thì những bạn nào đã mod tạp trên Starter 3 thì các bạn cũng đã biết, nếu mà dùng các quốc gia sóng pin và thông báo góc chuyển qua tạp 2 thì sẽ bị FC hoặc là nó không hiển thị lên. Thì, cái này là mình chỉ lại từ cái quốc gia mình tải về quốc gia ở trên mạng là quốc gia Ten Ten. Sau mình về mình chỉ lại tại vì cô gái đó hình như cái Smiley đó hình như người ta biết là chỉ để dành cho một cái máy nào đó ấy. Nên trong Smiley thì nó thiếu icon, nên khi mình mod vào thì nó sẽ bị FC. Rồi mình mở cái Smiley. Mình mở cái Smiley tên tên nào cho các bạn xem. Trời, không hiểu sao tìm được ra mình cái gì vậy. Đây. Thì như ở đây có tất cả các cái icon, chắc các bạn đã biết có tên group cộng đồng mod Android thì có một cái chút là chuyển sóng sang trái đồng hồ ra giữa bằng cô gái Ten Ten. Đây, chút đó là được dựa từ cô gái này. Thì như ở đây thì đây. Đây cô gia sống ấy, như cô gia sống hoặc là rồi có một số cái là không có icon thì nó sẽ dẫn tới tình trạng FC. Mình tính làm thêm cái data nữa nhưng mà thấy nó quá nhiều icon, mình không có thời gian thay 47 cái. Rồi mình chỉ giới thiệu qua, các bạn hãy bỏ qua phần giới thiệu này mà bắt đầu vào phần làm ý. Thì mình định giới thiệu làm cả pin sóng wifi và pin, nhưng mà tại vì pin thì cái đó mình sẽ nói sau, tại vì ở đây nó cần phải thay đi nên mình sẽ làm một cái video khác. Rồi đầu tiên các bạn mở APK tụt lên, nhớ nhá, mình có một cái video đã nói rồi, các bạn hãy tải bản APK tụt phù hợp với máy của mình, không thì các bạn một sai nó sẽ bị FC đấy. Đầu tiên các bạn sáp nhập, để tiết kiệm thời gian thì trong lúc sáp nhập các bạn cứ ẩn nó đi và sáp nhập cái tiếp theo. Đấy, cứ ẩn nó đi, không bị gì đâu mà lo, không cần phải đợi nó sáp nhập cho xong rồi mày sáp nhập cái khác đâu. Đấy. Rồi bây giờ đã có cái system. Ở đây tại vì mình tẹp nên mình để cái file system tên nó khác, còn bình thường là system UI nha các bạn. Máy mình chạy nhiều sao tẹp cái lúc copy vào hệ thống thì thường là bị đây như bấm đa nhiệm nên mà thoát ra là nó không có gì hết.
nó bị lỗi ở cái này, nhưng mà reset máy hoặc là dùng một thời gian là nó sẽ hết. Mình làm video mà làm luôn cả cái bước decom và recom thì nó sẽ hơi dài video ra một xí, nên các bạn cố gắng theo dõi nhé. Và mình cũng đã nói là nếu bạn nào mà không biết đã có và recom thì có thể bỏ qua cái bước đó, bỏ sang cái đoạn mình mọt luôn, đoạn sử dụng của da luôn. Đây. Cái tục này thì mình sẽ cho link ở dưới như các video khác nhé. À, bây giờ các bạn chỉ cần copy theo cái đường dẫn thôi. Đây. Sao thế? Tại vì ở đây lúc nãy mình có làm test thử một lần xem có được không ấy. Thì bây giờ nó sẽ xuất hiện cái bảng bảng tệp tin đã tồn tại, nhưng còn gặp nếu các bạn mở lên đâu cái tục này thì sẽ không không hiển thị đâu, không lên cái bảng này đâu. À, bây giờ các bạn mở cái file Kojak này lên đây. Và copy hai Kojak này. Đây là APK tool. Này, mở theo theo lần lượt này, system UI cái chữ RC này. Red. Lightwood. Thì Lightwood thứ hai cái starter 3 thứ hai các bạn đặt tên gì ấy, thì các bạn có thể các bạn mở cái đó ra. Như ở đây cái tab thứ hai của mình là mình đặt starter 3. Đây starter 3 starter 2. Các bạn có thể xem một theo kiểu một tập của mình thấy nó cũng khá hay. Đấy. Đây là tập 1 của mình. Chuyển tập cũng khá tiện lợi. Mình mới chỉ có làm 2 tập mà. Rồi dán vào chỗ nó muốn hiện, các bạn muốn hiển thị thôi. Đây bây giờ mình sẽ dán. Ở đây là mình đã dán sẵn rồi, nên bây giờ mình sẽ dán trông lên và nói cho các bạn biết thôi. Đây, đây là cô da sống và pin. Ở đây mình đã dán rồi nên mình dán là dán trông lên thôi. Và nói luôn với các bạn, trong cô da Android thì nó không phân biệt chỗ cách và chỗ xuống dòng nữa nhé. Các bạn cứ dùng thoải mái đi. Để mình xuống về cho nó dễ nhìn. Cô gái đầu tiên là cô gái sống này. Cô gái mà xin xin nô này là cô gái sống. Và cô gái start icon wifi này. Wifi icon này là cô gái wifi. Nếu các bạn chỉ muốn hiển thị cô gái sống mà không muốn hiển thị cô gái wifi thì các bạn có thể bỏ cái này, cái dưới này. Và như ta đây nếu các bạn muốn chỉnh chiều dài chiều rộng của cái icon ấy thì các bạn có thể chỉnh theo cái y và hai này. Cái này là chiều rộng, à, đúng là chiều rộng, còn cái này hai này là chiều cao. Và cái padding right này là cái khoảng cách giữa cái wifi, giờ cái icon sống và icon wifi đấy. À còn một cái nữa thì mình nghĩ chắc có nhiều bạn dùng máy 2 sim, về mấy cái vấn đề máy 2 sim rồi thì mình cũng không không biết phải trả lời sao này. Vì mình dùng máy 1 sim và cũng không biết cách để làm cho máy 2 sim đâu. À, cảm ơn các bạn đã sao mình tạm biệt sợ mấy ta lưu lại.
lưu lại và ra con cho các bạn xem kết quả của mình luôn. À, ở đây cái này mình đã mod sẵn rồi nên giờ mình sẽ mod vào tập 3 luôn để chứng minh cho các bạn thấy là nó sẽ xuất hiện này. Đây, ở đây tập 3 mình chưa có cái gì hết. Đâu ta? Đây. Đây, tập 3 này mình chỉ để cô gái sống và wifi thôi nhé. Không cần phải chỉnh sửa gì luôn. Xanh. Đấy. Và quay lại APK tụt ít này. Thôi để qua tập 1 cho dễ nhìn đi. Đây, nhấn vào cái system UI address này, các bạn nhấn vào record này. Đây, đây một lát. Các bạn nào mà xem video mình nếu có lỗi gì thì cứ comment ở phía dưới góp ý giúp mình để mình sửa cái lỗi đó nhé. Còn về mình thì mình thấy các cái video mình làm đây mình đều đã test thử trước. Nếu các bạn làm đổi thì như cái video mình có làm một cái video để nói cho các bạn biết các cái nguyên nhân dẫn đến lỗi ấy. Hoặc có thể các bạn một sai sai một trong các bước nào đó. Còn nếu y chang mình mà lỗi thì cái đó mình cũng hơi bị khó luôn. Thì cô gái mình máy Sony nhưng mình nghĩ Android thì nó cũng chạy giống nhau hết thôi. Nói Android giống nhau nhưng mà mình thì các bạn muốn mod thì hãy liên hệ với mình, link mình sẽ cho ở phía dưới Facebook. Và nói luôn thì mình làm video này hướng dẫn và các bạn liên hệ mình trả lời trên lý thuyết, mình sẽ không đòi hỏi cái gì, mình sẽ giúp đỡ các bạn những lúc cần. Tại vì buổi ngày mình bệnh nên mình sẽ chỉ trả lời vào buổi tối thôi. Còn các bạn bỏ không được và các bạn nhờ mình giúp mình bỏ công ra bỏ cho các bạn thì tất nhiên mình phải lấy công thôi, lấy một chút, nhưng mà nói thật cũng chả đáng bao nhiêu đâu. Còn các bạn đừng còn nghĩ nói giúp mà cứ đòi hỏi cái này cái kia. Trời ơi, thì con lâu quá. Chắc phải làm video xong chắc phải cắt ghép các cái đoạn này thôi. Mà vậy chứ mình cũng không có rảnh để chỉnh sửa lại các cái video đâu, nên là mình quay xong thì các bạn cứ xem những cái đoạn như ngồi đợi để ra com này mà nghe mình nói chuyện chán quá, các bạn có thể nhận tới quá đi và xem cái kết quả sau khi ra com xong. Ai muốn mình làm video hướng dẫn mod về cái gì thì comment cái gì đi. Mình sẽ làm video những lúc rảnh. Nãy giờ không biết được bao nhiêu phút rồi mà lâu quá. Máy mình cùi nên ra con nó hơi bị lâu.
Rồi. Vâng. À, khi gặp bạn ra có mà nó như thế này là đã ra có thành công. Đấy. Các bạn nhìn như thế này. Còn nếu lỗi thì nó sẽ xuất hiện những cái dòng mà warning gì gì đấy, nói chung bắt đầu bằng warning thì nó chắc chắn là sẽ không có lỗi đâu. Còn nếu lỗi thì nó sẽ ghi cái lỗi chủ dòng ấy. À, và lúc nếu các bạn bị lỗi ấy, thì ở đây có cái dòng chữ copy này, các bạn nhấn copy và các bạn dán vào comment cho mình dễ biết lỗi, chứ các bạn cứ nói lỗi này lỗi kia thì mình cũng chịu, ai cũng vậy thôi, làm sao mà biết lỗi, cứ bảo lỗi lỗi chứ ai biết lỗi chỗ nào, các bạn phải copy dán của ra về ấy mình mới biết. Này sau khi ra com xong thì ta sẽ có cái file system UI gạch chéo src.apk này, thì mình sẽ nhấn vào sync. Cái này thì mất chắc tầm 10 giây, 10 giây mà hình như nó qua 15 giây rồi. Ba giây luôn, chả hiểu sao càng ngày record có mà càng lâu ấy. Đây bây giờ mình sẽ vào rọt này. Riêng cái bước này thì nếu các bạn không chắc chắn thì các bạn mình nói luôn là các bạn không nên làm theo mình cái bước này. Nếu các bạn chưa chắc chắn, các bạn hãy copy và sẽ quyền như cái video mình hướng dẫn đấy, nó sẽ an toàn hơn. Còn như máy mình làm như thế này cho các bạn xem kết quả sau khi mình mod thôi. Làm như máy mình copy qua như thế này nó không bị FC. Còn có một số máy copy qua cái là nó sẽ bị FC, FC nó nhảy lên liền, mình không thể có thời gian làm ấy, phải bật cục lại đấy. Đây. Như máy mình chỉ cần vậy và nhấn thêm cái gì đó. Đấy. Cái bảng vừa rồi có nghĩa là bị áp chế rồi các bạn. Đây kết quả sau khi mình mod thì nó cũng như trước thôi, nhưng mà tại vì cái trước đó mình đã mod sẵn rồi mà. Bây giờ các bạn nhìn cái đây cái tab thứ ba này, trời sao vậy ta. À đây tab thứ ba nó cũng có nhưng mà tại nên nó xanh nên nó bị che khuất. Đây các bạn có thấy cái đấy không, ở giữa này đấy nó có, nhưng tại cái tab này mình để cái nền màu xanh nên nó khó thấy thôi, mình tưởng sao mọt không được chứ. Đây nó ở ngay giữa này luôn. Như vậy là nói chung sau khi các bạn chỉ cần copy cái smiley qua và dán cô dây vào chỗ nào các bạn muốn nó hiển thị thôi. Đấy như cái tab ba này mình chưa mở cái gì cả, mình cũng có thể dán vào nó vẫn hiển thị bình thường. Và cái smiley này thì các bạn có thể dán được nhiều cái luôn, chứ như cái góc thì chỉ được một cái thôi. Vâng, xin chào các bạn nhé. Mình vẫn thích cái status này hơn.